we sail a little bit higher. Dạ kính thưa quý vị, dòng loại đổi bé ngày hôm nay phần thưởng sẽ là một con gấu bông, một con heo của quý vị nha. Dạ, đổi hết, lấy tất cả những vé cũ đổi nha quý vị nha. Cứ 5 vé quý vị sẽ đổi được một vé. Và nếu quý vị có lẽ 1, 2, 3 vé, tụi em vẫn sẽ đổi cho quý vị thành một vé luôn quý vị. Ví dụ quý vị có 8 vé sẽ đổi được 2 vé, 10 vé đổi được 2 vé, 13 vé đổi được 3 vé, 15 vé đổi được 3 vé, 19 vé đổi được 4 vé, 20 vé đổi được 4 vé. Anh Đập em lại không có vé. Nè khoan nữa, bà nói lộn rồi đó. Không. Giải thưởng mình á là một con búp bê Barbie. Hiệu gì? Biết lắc đầu. Con này cũng bất... Bất tê quỷ, mặt quỷ. Không phải Barbie gì. Mày mặt quỷ. Mày á. Con này là... Trời ơi, chơi bây giờ tháo mặt nạ đúng không? Chơi không? Chơi thì mày chơi tháo mặt nạ. Cho mọi người coi sự thật sao. Đằng sau lớp mặt nạ này. Ngưỡng ngựa. Trời ơi. Đang bình thường tự nhiên đi giật chồng cho ông hầu nát cái mặt. Trời ơi, giật chồng thì tôi còn có tương tác. Rồi sao? Ngựa ngồi live stream chi rồi xức kem. Xức kem cho nó ăn cái mặt. Trời ơi, quý vị nha, em lột kem, quý vị em lột kem mà em để cái mặt anh 3 ngày, em chưa lột luôn. Đẹp, đó. Cái đó là do nghiệm đó bà. Tôi xức 3 ngày da dẻ đẹp nè. Bà ơi, mày xức ít, tôi xức nhiều quá. Ai bữa bà xức nhiều? Dạ rồi. Vậy thưa quý vị, và lịch diễn tuần này tụi em còn 2 suất nữa thưa quý vị nha. Ngày hôm nay, ngày mai là thứ 6 và ngày kia là chủ nhật. Là thứ 7 thưa quý vị nha. Ngày thứ 6 tụi em sẽ lên đài chương trình Lotto Show với chủ đề bắt đầu là lạc giữa Disneyland. Ngày thứ 7 thì em sẽ lên đèn chương trình Lotto Show với chủ đề là Trái Học Đường Đại Chiến thưa quý vị. Học đường là siêu quậy, sorry quý vị nha. Học đường siêu quậy với những nhạc phẩm về học đường, về thiếu nhi, về tuổi học trò sẽ phục vụ tất cả quý vị vào thứ 7. Còn ngày thứ 6 sẽ là một đêm vũ hội Disneyland, phục vụ tất cả quý vị qua những chương trình Lotto Show vô cùng hấp dẫn ở trên sân khấu của tụi em thưa quý vị nha. Và Disney là định làm kịch cổ tích nào? Tôi hả? Tôi làm là con cô chó lâm xù. Chó lâm xù tôi vỡ gì má? Trong bộ phim là 101 con chó đớn. Khùng. Dạ kể răng má. 101 chó đớn. Trời ơi chào 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 chào. Đang một chút nào hả? Đang kể răng không mẹ? Răng sứ không phải răng nữa. Dạ ở ngay đồn nhảy còn. Rồi và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta bắt đầu giờ số. Chúc quý vị trong bài này sẽ gặp được nhiều may mắn. Con số gì ra mấy gì ra, nhưng chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Nhưng chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Nhưng chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Nhưng chúng là trời cho, không chúng là trò chơi. Muốn từng mười khúc, 30 phút, 30 từ, 30 phút, 30 từ, 30 từ, 30 từ, 30 phút, 30 từ, 30 phút, 30 từ, 30 phút, 30 từ, 30 phút, 30 từ, 30 phút. Rồi hôm nay sẽ tắt
hữu sai 42. Ra 42, 42 và 42, 42 và 42. 42 và 42, 42 và 42, 42 và 42. 42, 42, 42 à. Số gì đây à, số gì đây cơ ra có mấy cỏ mấy gì đây à. Số gì đây à, số gì đây à. Cùng nhau cùng quan trọng cùng vui đều nắm tay nhau vui cùng vui cùng ca nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui cùng đều nắm tay nhau bắt tay nhau vui cùng vui cùng ca. 33 là 33 gia đình chị Đại Bánh Bèo không còn dài đợi số mấy rồi, đợi quá trời rồi. Năm mấy, năm bốn rồi không? Rồi số sáu, đây số năm sáu nè. Rồi bắt đầu dò xuống số sáu mà anh trai
Số 6 giờ điểm kêu qua. Đúng rồi. 33. 32. 42. 42. 51. 51 hợp lệ. Rồi hợp lệ lá vé tiếp theo y chang, lá vé tiếp theo y chang luôn. Rồi chủ nhân thứ tư 6, 33, 42 và 51 hoàn toàn hợp lệ thú vị nha. Và dòng đời này có 4 chủ nhân đoạt giải, xin mời các anh quay số. Ai số lớn hơn sẽ nhận được con gấu này. 3 người còn lại mỗi người nhận một con gấu màu hồng nhỏ nhỏ trên. Rồi xin mời các anh chị sẽ nhận hộ các anh nhận được số. Đâu con gấu này giờ tặng nè. Một con này nó hai. Rồi hồi hộp và chờ đợi. Rồi từng anh mỗi người cái banh nắm chặt cái banh lại đừng cho ai xem hết nha. Và thay mặt cảnh sát của Tương Nam cảm ơn quý vị rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai và ngày thứ bảy vào lúc 18:30. Rồi cho em diễn ra con số 38, 13, 45, 53. Xin mời anh 53 nhận con gấu bự. Rồi mỗi người con gấu nhỏ cho em nha. If we sail a little